Mọi người thì sẽ thường thích ở nhà chung cư hay là nhà mặt đất hơn? Và sau đây sẽ là những lý do vì sao trong suốt 10 năm qua mình vẫn đang lựa chọn là ở nhà chung cư. Tiên là mình thấy rằng là lúc nào cũng thế, khi mà mình bước chân ra khỏi nhà thì hành lang luôn luôn đã được lau chùi và quét dọn sạch sẽ. Hơn hết nữa, đấy chính là điều hòa còn rất là mát nữa chứ. Tiếp theo là sẽ có một phòng để rác riêng, và phòng này thì sẽ gom rác và luôn luôn được xử lý vô cùng sạch sẽ tại mỗi một tầng luôn. Đây, mọi người hãy để rác nhá. Đó, và ngày nào thì nhân viên quét dọn lau chùi cũng làm rất là sạch sẽ khu vực này, nên là sẽ rất là hạn chế về vấn đề mùi hôi cũng như là rác bẩn tại chính nơi mình sinh sống và ở. Và kể cả khu vực thang máy cũng thế, mình thấy lúc nào cũng sẽ được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Không biết mọi người như thế nào chứ, ví dụ nhá, quanh này nhà mình đều là hàng xóm ấy, và hàng xóm ở tầng nhà mình thì rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Có hẳn lễ tân để phục vụ riêng nè. Là ở chung cư ấy thì sẽ có rất là nhiều những tổ hợp tiện ích để bạn có thể sử dụng khi bạn đã là cư dân ở đây. Ví dụ như là bể bơi chẳng hạn, đúng không? Theo nữa là bạn sẽ luôn luôn có những con đường đi bộ mà không hề có xe máy, không hề có ô tô, không hề có xe đạp. À, xe đạp thì thỉnh thoảng, nhưng mà đó sẽ là những con đường mà để bạn có thể đi bộ rất là thoải mái, chạy bộ rất là yên tâm. Và hơn hết nữa, ví dụ như thú cưng của mình chẳng hạn, nó cũng sẽ có những con đường để nó đi chạy bộ thích hơn. Ở chung cư sẽ luôn luôn có cái nơi hóa vàng riêng để tránh hỏa hoạn khi mà chúng ta hóa vàng không đúng nơi quy định. Tiếp theo là khu vui chơi cho người lớn thì có hẳn sân đánh tennis này, và bên cạnh đấy là sân bóng rổ nữa, tất cả đều miễn phí. Sân đánh cầu lông này, còn bên này là để mọi người có thể chơi môn bóng chuyền. Các cái tổ hợp tiện ích thì luôn luôn có ngay tại dưới các cái chân nhà của mọi người rất là nhiều. Ví dụ như là siêu thị này, các quán hàng ăn này, bên kia là hiệu thuốc này, phòng tập gym này. Tức là nói chung ấy là ở trong đây là khỏi cần phải đi đâu nữa luôn đấy. Đây, nói chung là nơi tớ ở rất là đáng yêu đối với mọi người. Đây là một khu vui chơi lớn nữa phải trẻ con. Mọi người sẽ để ý một điều là bởi vì ở các khu chung cư chúng ta sẽ đều có phí dịch vụ để đóng tại mỗi căn, đúng không? Và phí dịch vụ đấy sẽ giúp để chúng ta luôn luôn có một cái đường đi rất là sạch sẽ, không có rác bẩn, và các cô lao công sẽ luôn luôn cắt tỉa cây cối rất là gọn gàng nữa. Nói chung là các bạn thấy không? Cây xanh ở muôn nơi và không khí thì cực kỳ trong lành luôn. Cả cái khuôn viên này là của tớ đấy. À không, của tất cả những cư dân ở đây. Vậy thì có ở rất nhiều nơi, thế nên là mình cảm thấy ra là những cái nơi như thế này ấy, thì cái vấn đề an ninh cũng như là an toàn nó rất là ok. Mỗi nhà thì sẽ đều có một hồ sơ cá nhân riêng, và thậm chí là mọi người có thể có một khu vực lo riêng để tiếp những cái khách lạ hoặc những người mà mình không muốn cho lên nhà. Đấy, sáng nào cũng ra đây, hít thở bầu không khí trong lành, được ngắm cây, ngắm cối, ngắm mây, ngắm trời. Thì đấy là cái thứ mà tớ rất là thích khi tớ ở chung cư, không bị vướng tầm mắt sang hàng xóm quá nhiều, hoặc là cũng không bị bí bách, bị thiếu sáng. Thì là rất là thích.